Thiên Nhẫn được xem là một giáo phái chính trị được Kim Quốc lập ra nhằm hiện thực hóa mưu đồ thôn tính Tống Quốc. Thiên Nhẫn thuộc hệ hỏa với hai đường chính là Thiên Nhẫn Kích và Thiên Nhẫn Đao. Thiên Nhẫn Đao là môn phái gây sát thương lớn từ tầm xa, khả năng khống chế cực khó chịu, đạn chỉ liệt diệm, phát huy lực tấn công cơ bản 105%, xác suất gây bỏng 25%, hỏa công tối đa 145 điểm. Khôi Sơn Điền Hải phát huy lực tấn công cơ bản 110%, xác suất gây bỏng 30%, hỏa công tối đa 264 điểm. Thiên Ngoại Lưu Tinh phát huy lực tấn công cơ bản 120%, xác suất gây bỏng 45%, hỏa công tối đa 473 điểm. Ngoài ra còn các kỹ năng bị động và hỗ trợ nổi tiếng khác: Lệ Ma Đoạt Hồn, Nhiếp Hồn Loạn Tâm, Ma Diện Thất Sát và đặc biệt là Thúc Phọc Chú. Thiên Nhẫn Kích là môn phái gây sát thương lớn đơn mục tiêu, cơ động cao và khống chế mạnh. Tản Dương Như Huyết phát huy lực tấn công cơ bản 200%, xác suất gây bỏng 40%, hỏa công tối đa 718 điểm. Liệt Hỏa Kình Thiên phát huy lực tấn công cơ bản 174%, xác suất gây bỏng 40%, hỏa công tối đa 1028 điểm. Vân Long Kích phát huy lực tấn công cơ bản 120%, xác suất gây bỏng 50%, hỏa công tối đa 650 điểm. Ngoài ra còn các kỹ năng bị động và hỗ trợ nổi tiếng khác: Thiên Ma Giải Thể, Ma Âm Vệ Phách, Ma Viêm Tại Thiên và đặc biệt là Phi Hồng Vô Tích. Kiếm Vương 1 ADNX Mobile, vua dòng game kiếm hiệp nhập vai.